đây là cái bình mà Yến đã chuẩn bị ha. Yến nhét sáp vào chỗ này. Rồi thì bây giờ là với cái bình này Yến sẽ sử dụng là chỉ là một bông hoa ly này thôi. Rồi đây thì nó vừa dài nhất nè, ngắn ngắn ngắn.
lớn, nhỏ, 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 nhỏ dần hen. Rồi, thì chúc cả nhà sẽ thành công với cái bình hoa này. Nếu mà cả nhà thích á, thì nhớ nhấn like, share, ủng hộ Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Đây là Yến sẽ quay cận cảnh hen, chỉ với một bông hoa ly thôi. Mình đã có một cái bình hoa rất là xinh xắn rồi.